Nhà mà ở ngõ nhỏ thì ngân hàng vẫn có thể cho vay bình thường, vì theo quy định của ngân hàng ấy, tất cả những nhà đầy đủ pháp lý này đều có thể vay được ngân hàng. Nhưng mà gì ạ? Ví dụ như ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thì những cái nhà mà có diện tích nhỏ trong ngõ dưới 2 mét vẫn có thể vay bình thường được. Thì khi mà định giá lên thì cái tài sản này nó tương đối là vẫn là gọi là một miếng bánh mà ngân hàng có thể hỗ trợ được. Nhưng mà ví dụ như ở những cái tỉnh nhỏ, đúng không? Thì những cái giá trị nhà như thế thường thì ngân hàng người ta sẽ rất ngại làm. Thì nó liên quan đến sau này, ví dụ như là chúng ta không trả được, rồi chúng ta liên quan đến nợ xấu để thanh lý, mọi thứ nó liên quan định giá và bán tài sản nó sẽ khó hơn. Và nhất là trong cái thời kỳ như là năm 2022, 2023 khi mà ngân hàng hạn chế cho vay ấy, thì hầu như là gì ạ? Những cái ngân hàng người ta sẽ chủ yếu giải ngân ở những thành phố lớn hoặc là những cái vị trí rất là đẹp chúng ta mới có thể vay được. Còn những cái nhà trong ngõ hoặc là những cái huyện, tỉnh thì rất là khó vay. Còn thời điểm hiện tại khi mà ngân hàng mà đang đang gì ạ, cần giải ngân dòng vốn đấy, tức là ngân hàng đang ế tiền ấy, thì những cái chính sách có thể được nới rộng ra và có thể là chúng ta sẽ vay dễ hơn. Còn thủ tục vay rồi thì hỏi xem chúng ta có vay được nó dễ hay nó khó, hoặc là nhà chúng ta có vay được hay không thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần liên hệ với ngân hàng gần nhất, đúng không, gọi vào hotline, gửi có thể là họ sẽ, chúng ta để số lại là họ sẽ liên hệ thôi mà.